buyer ở đây anh em nhé. Tại sao em lại ghép buyer ở đây? Đấy, thì với cái mic buyer này thì như anh em cũng có thể thấy là nó rất là thương hiệu đúng không ạ? Và giá của nó trên thị trường từ 7, 8 hoặc là 9 triệu anh em nhé. 7, 8 hoặc 9 triệu thì hôm nay em lấy nó ra để làm một ví dụ cho anh em thấy là cái chất âm của bộ mic U900 này nó vượt trội hơn bộ Beyer này luôn anh em nhé. Vượt trội hơn Beyer. Beyer 970 anh em nhé. Là một dòng cũng rất là cao cấp và nhiều anh em bán dòng này và nhiều người đã từng sử dụng ghép vào những cái bộ dàn cả trăm triệu người ta cũng sử dụng cái bộ Beyer 970 này. Anh em nhé. Anh em lưu ý ghép cả những cái dàn vài trăm triệu người ta cũng ghép cái Beyer 970 này. Thì ngày hôm nay em xin so sánh với U900 là một trong những cái dòng mic mà em khẳng định với anh em là chất âm tuyệt vời luôn và khẳng định là vượt trội khỏi cái Beyer này luôn, vượt hơn nhiều anh em nhé. Chất âm dày và sóng tốt hơn anh em nhé. Và quan trọng hơn nữa là nó quan trọng nhất là cái chất âm của nó anh em nhé. Và để thử cái tiếng mic này thì em sử dụng một con vang, đó là con lấy 8 thôi. Đấy, em sẽ để một chế độ tí, em sẽ chuyển ví dụ như là chuyển cái jack 6 ly để cắm trên đầu thu và cắm trên đầu thu của Beyer 970 và cắm trên đầu thu của U900. Đấy, rồi ok, máy quay gần xa hơn một chút. Đấy, thì đây là cái tay mic của con này. Đấy, ok chưa? Đấy thì em sẽ thử nhá. 1 2 5 6. Anh em có thể nghe thấy cái chất âm đó. 1 2 5 6 7 8 9. 1 2 5 6 7 8 9. Cái chất mic của nó khá là dày anh em nhé, rất là dày đúng không? 1 2 5 6 7 8 9. 1 2 5 6 7 8 9. Ok chưa? Em sẽ cho anh em có thể nhìn thấy. Ok, sẽ cho một mức của cục đẩy nhé, tức là mức 11 giờ anh em nhé. 1 2 5 6 7. Ok chưa? Mức 11 giờ nhé. Ok chưa? Rồi, thì bây giờ anh em nhìn cái mức này, ok chưa? Ok. Rồi, bây giờ em sẽ đầu đi xuống con Beyer 970 để anh em nghe cái chất mic của con Beyer 970 nhé. Em sẽ khóa cái volume này lại. Khóa volume này lại nhé. Đấy, rồi ok. Em sẽ tắt bộ mic này đi. Đấy. Tắt bộ mic này đi. Đấy. Và sẽ thay bằng 970. Đấy anh em nhé. Ok chưa? Anh em sẽ nhìn thấy. Đấy, em sẽ thay bằng 970. Rồi ok chưa? Rồi ok. Đấy, và bây giờ sẽ sử dụng 970 nhá. 970 thì em sẽ sử dụng âm lượng như thế nào? Con này thì em sẽ sử dụng âm lượng là 28 anh em nhé. Con này mắc âm lượng của nó lên tới 31 đúng không ạ? 31 đúng không ạ? Thì em sẽ để nó tầm 28. Ok chưa? 28. Bên này cũng để 28 này. Đấy, ok chưa? Cho nó chuẩn nhất đúng không ạ? Và như em nói rồi, con mic cũ, con U900 thì em để với mức âm lượng như này. Rồi ok. Như này cũng chưa phải cao đâu anh em nhé. Đấy, giờ bây giờ sẽ alo thử cho anh em nghe này. 6 7 8 9. Anh em có thể nghe thấy cái tiếng mic của con này nó không thể dày được bằng cái con 900 anh em nhé, không dày và em nghe nó không có bay, nó hơi thật ra thì với cái mic này cũng rất là hay, rất là sạch sẽ, cũng rất là hay, nhưng mà em chưa thấy cái độ bay của nó anh em nhé, chưa thấy độ dày của nó như thế nào, đúng chưa? Ok nhá, chưa thấy độ bay, chưa thấy độ dày. Và cũng rất là cao cấp, các phím, các nút này em để với mức chuẩn anh em nhé. Ok chưa? Chỉ có thay cái đầu mic thôi. Thì anh em nghe thấy chưa? Ok chưa? Rồi ok, máy quay giữ nguyên để em đổi lại lên trên U900 để anh em nghe nhé. Máy quay giữ nguyên nhé. Ok. Thì anh em có thể thấy chưa? Nó tiếng mic của con U900 nó dày thực sự luôn. Nếu mà không biết là anh em có nghe rõ không, nhưng mà khẳng định với anh em là nghe tiếng mic nó dày, thực sự dày, dày tiếng luôn em nhé. Thực sự là rất dày tiếng. Alo. Thì anh em có thể nghe chưa? Nó rất là dày tiếng và nó rất là bay anh em nhé. Nghe cái cảm giác nó rất là bay, và trong khi đó anh em nhìn này, với cái mức âm lượng này thì không thể bằng 28, 29 trên con Beyer được. Được. 1, 2, 5, 6. Anh em có nghe cái sự gào gào của cái tiếng của em. 1, 2, 5, 6.
tiếng bay nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à, rất là bay tiếng đúng không? Đấy anh em có thể nghe thấy. Đấy cái bộ mic với cái bộ thật ra thì nó bằng tiền nhau anh em nhé. Nó bằng tiền nhau à, ví dụ như U900 là 3,5 triệu một bộ, thì hai bộ là 7 triệu thì cũng bằng giá con 970 em đang bán là 7 triệu. À, nhưng mà đổi lại được anh em được gì? Được cái tiếng gào gào nó rất là hay và tiếng trầm nó cực kỳ tốt anh em nhé, rất là dày tiếng, lực lực tiếng lực rất là bay, à, anh em có thể nghe nó rất là bay, sáu bảy tám chín nó gào gào rất là hay. À, và bây giờ em sẽ thử lại nhé, máy quay vẫn giữ nguyên, đấy thử lại, đấy em sẽ rồi thử lại trên Bayer 970, chỉ đổi rắc và đổi dây thôi nhé. Đấy, rất là dễ dàng đúng không? Chỉ đổi rác và đổi dây. Đó, và bây giờ tiếp tục này. Được. Ê. Ê, 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 ê. Sọc bì, đàn chí. Anh em nghe thấy chưa? Nó không có sự gào gào. Coi như là cái này nó bị cắt mất cái gào gào đấy anh em nhé. Không còn gào gào nữa, nó không còn tiếng hay nữa, nó không còn bay. Đấy, em nghe thấy nó không bay bằng. Em nhé, không thể bay bằng, bằng được. Đấy, và cái tiếng trầm nó cũng mỏng hơn à, cái U900 anh em nhé. Đấy, thì với cái cách so sánh này mới là chuẩn nhất anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn thấy cái âm lượng và em đang để 28, cái cài em cho là 29 30 luôn, nó không có tiếng gào gào, không có tiếng xì, rất là hay. Cái xì này 1 2 5 6 6, đấy 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy, cái cài em để âm lượng đến mức 30 rồi nhé. Đấy, con này cao nhất là 31 này, cao nhất là 31 đây, mà cao nhất ở đây là 31 anh em nhé. À, 31 chưa, anh em nhìn thấy chưa? Nó cũng không thể nào ngọt được như cái con đây, không thể nào bằng con U900 được. Đấy, anh em thể thấy. Để so sánh mic chất thì anh em phải so sánh cùng với nhau thì anh em mới biết được cái mic của nó như này. Cái này nó không có gào gào. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Nghe nó chung chung quá, anh em nó chung chung quá. Tiếng bát thì cũng không ấm quá, không dày. Và sạch thì thực ra nó cũng sạch, nhưng mà nó không có tiếng gào gào của cái cổ họng của mình. Đấy, và bây giờ em lại quay lại, máy quay vẫn giữ nguyên. Đấy, phải thay đổi liên tục thì anh em mới có thể nghe được chuẩn nhất anh em nhé. Đấy, anh em hôm nay thấy chưa? Bayer ấy, nó chỉ là cái thương hiệu thôi anh em nhá. Nó chỉ là cái thương hiệu thôi, chứ còn đâu để mà nói cái chất âm nhá của Bayer bình thường anh em nhá. Sọc bì đấy, anh em nghe chưa? À, nó có tiếng gào gào. À, sọc bì 1 2 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. À, anh em nghe thấy chưa? À, nó rất là ok. Cái tiếng mic khá là dày, đúng không? Tiếng gào gào chân thật và tiếng nó bay, anh em nghe có thể nói tiếng nó rất là bay. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với cái con mic U900 anh em nhé. Hôm nay em làm một cái video nó cực kỳ là đơn giản như này thôi. À, thì bây giờ là cách chuẩn nhất là hát anh em nhé. Sẽ hát cho anh em. Máy quay đứng xa ra một chút nhé. À, sẽ thử luôn cái chất âm với U900 và Bayer 67 8 9 67. À, tí nữa anh em sẽ nghe đầy đủ, bây giờ em hát trên U900 trước anh em nha. À, 67 8 9. Đứng rất gần. Cuộc tình gì vẫn đã đi trôi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ say. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡn ngỡ dìu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Sao bây anh em có thể thấy đẳng cấp của mic sự kiện, thì kể cả em đứng gần liên loa này hay là em đứng gần liên loa này, nó không bị hú mà tiếng nó rất là dày tiếng anh em nhé, rất là dày tiếng anh em có thể nghe thấy chưa? À, cực kỳ dày tiếng và mic rõ ràng là rất để xa anh em nhé, không để gần. À, anh em thể nghe là cái chất âm của cái mic này nó khá là ok đúng không? Bây giờ sẽ hát trên Bayer 970. Nói chung là anh em nhé, Bayer nó chỉ là thương hiệu thôi,
Nhưng khẳng định với anh em là không qua nổi con lấy con tích U900 này đâu. 6, 7, 8 không thể qua được. 6, 7, 8, 9 không thể bay được bằng anh em đeo tai nghe nhá. 6, 7, 8 cũng rất là hay nhưng mà không tuổi gì luôn. Anh em phải hát 6, 7, 8, 9 6, ông được để như nhau 6, 7, 8, 9 ông có phần chỉ vơn anh em nhé. Không được bay tiếng mà tiếng trầm nó không tốt lắm. Cuộc tình dĩ vãng đã đi chơi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là thương xót mơ hồ. Điều trong mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ say. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, một đêm bơ vơ dìu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Sao anh em có thể nghe thấy khi mà hát như thế này thì anh em mới nghe được cái chất âm của cái mic, cái chất âm của mic U900 này nó chất như thế nào anh em nhé. Anh em có thể nghe nó chất hơn như thế nào. Và em sẽ đổi lại đổi hơi nhiều nhưng mà nó sẽ chuẩn anh em nhé. Đổi hơi nhiều nhưng mà nó rất là chuẩn. Vì tại sao em muốn mang tới cho anh em một cái trải nghiệm thực sự của những cái mic xịn anh em nhé. Không phải là thương hiệu nữa. Bay ơi thì thật ra nó đấy anh em nghe đổi mic phát là nghe nó dày tiếng hơn. Bay ơi nhá. Nhưng mà không thể nào vượt qua được con 900 này đâu, khẳng định với anh em luôn, khẳng định luôn anh em nhá. U900 này thì nó đúng là tiếng mic của nó rất là dày ấm và lực anh em nhá, lực dày ấm và lên cao không bị vỡ, nhưng mà tiếng mic rất là chân thực và bay tiếng này nhá. Cái tiếng mic nó rất là bay, anh em có thể cảm nhận thấy rất là muốn hát khi cầm cái mic này lên. Đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu trong mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ say. Anh em có thể nghe thấy cái tiếng xì của nó rất là hay. Thì ngày hôm nay em xin giới thiệu với anh em con mic cao cấp của lưỡi cao tích, đó là con U900. Đấy, anh em nhé. Mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới. Còn bộ mic này em khẳng định với anh em là bao hay luôn, không có gì để chê luôn anh em nhé. Rất là đẹp. Đó. Rồi ok, rất cảm ơn anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất.